Giờ đây, nhờ chiếc máy băm cỏ 2T, công việc băm cỏ cho cả ngàn vật nuôi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý vị trong việc tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí trong việc phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đã cho ra đời dòng sản phẩm máy băm cỏ 2T cho năng suất lên tới 1 tấn mỗi giờ, rất là thuận tiện, phù hợp với các trang trại chăn nuôi. Máy sử dụng động cơ 4kW, 3 pha 380V. Nếu quý vị không có dòng điện 3 pha, quý vị hoàn toàn có thể dùng đầu nổ thay thế, rất thuận tiện nếu quý vị sử dụng ở ngoài đồng. Máy băm cỏ 2T là một trong những dòng sản phẩm ưu việt thuộc dòng máy chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty Bình Minh đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Và ở trong video ngày hôm nay, Ngọc Nga có chuẩn bị nguyên liệu cỏ voi để sử dụng với máy băm cỏ 2T cho quý vị có thể quan sát rõ ràng hơn về máy. Vâng, và hiện tại Ngọc Nga có chuẩn bị 20 cân cỏ voi để sử dụng với máy băm cỏ 2T. Và trong thời gian bao lâu thì máy băm cỏ 2T sẽ băm hết được đống nguyên liệu này? Vậy thì quý vị hãy nán lại một vài phút để cùng theo dõi với Ngọc Nga nhé. Máy có thể băm nhỏ đa dạng các loại nguyên liệu như cỏ voi, thân cây ngô, ngọn mía, tôm, số lượng lớn trong khoảng thời gian nhanh chóng, phục vụ cho vật nuôi như trâu, bò, dê làm thức ăn xanh hoặc đem đi ủ chua để dự trữ thức ăn cho vật nuôi vào mùa khan hiếm cỏ. Máy băm cỏ 2T có kiểu dáng hiện đại, khung máy được thiết kế vô cùng chắc chắn, giúp cho máy vận hành không bị rung lắc, cùng bộ phận bánh xe hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển của máy. Đặc biệt, máy được sản xuất trực tiếp tại công ty Bình Minh nên mọi linh phụ kiện của máy đều luôn sẵn có, sẵn sàng được thay thế khi cần thiết. Vâng, và chỉ trong vòng 40 giây, 20 cân cỏ voi đã được băm nhỏ một cách nhanh chóng. Và với tốc độ này, chỉ trong một giờ sử dụng máy băm cỏ 2T sẽ cho năng suất lên tới 1,8 tấn thành phẩm. Máy được lắp đặt động cơ có công suất 4kW, sử dụng nguồn điện 3 pha ổn định, khỏe khoắn, động cơ sẽ chuyển động đến hệ thống băm. Bộ phận băng tải sẽ có nhiệm vụ tự động di chuyển đưa nguyên liệu cỏ vào toàn nạp nguyên liệu. Tại đây, bộ lô quấn sẽ có nhiệm vụ quấn nguyên liệu vào bùng băm cùng với bộ dao sắc bén giúp nguyên liệu được băm nhỏ. Máy có cửa xả khá cao, có thể phun xa gần từ 1 đến 3 mét hoặc phun thẳng trực tiếp đến thùng xe. Khi đã được băm nhỏ, thành phẩm sẽ được đẩy ra ngoài cửa xả kiểu ống. Cùng nắp cửa xả sẽ điều chỉnh gập lên gập xuống để điều chỉnh lượng thành phẩm xả ra ngoài, gần hoặc xa tùy theo ý muốn của người sử dụng. Một ưu điểm nổi bật của dòng máy 2T đó là hộp số điều chỉnh lô quấn, giúp quý vị điều chỉnh tốc độ quấn nguyên liệu cho ra thành phẩm to, nhỏ tùy theo nhu cầu của người dùng. Và để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của máy thì ngay bây giờ Ngọc Nga sẽ nhờ kỹ thuật viên mở buồng làm việc của máy cho quý vị quan sát rõ ràng hơn. Xin mời ạ. Buồng băm sẽ có chức năng băm nhỏ nguyên liệu với 4 dao to dày dặn, sắc bén, dày 5 ly với chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm. Và đây là thành phẩm cỏ voi sau khi sử dụng với máy băm cỏ 2T. Thành phẩm đã được băm đều, băm nhỏ, có kích thước từ 1 đến 3cm, có thể cho vật nuôi ăn ngay. Vận hành nhanh chóng, đơn giản và an toàn, cho năng suất lên tới hàng tấn mỗi ngày, cho hàng trăm vật nuôi, thậm chí hàng ngàn vật nuôi, tất cả đều có ở máy băm cỏ 2T. Vậy quý vị còn chần chờ suy nghĩ gì nữa mà không nhanh chóng nhấc điện thoại lên, gọi điện đặt hàng ngay để sở hữu cho mình siêu phẩm giúp ích tuyệt vời này. Nếu quý vị còn có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, hãy gọi điện ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu quý vị muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấp ngay vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chúc quý vị chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.